Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đây là chiếc điện thoại đắt nhất của Apple tính đến thời điểm hiện tại, iPhone 15 Pro Max. Tuy nhiên thì bản của mình nó chỉ là bản Bay thôi, là bản bộ trong 256GB thôi. Thực ra thì mình chuyên bán những dòng sản phẩm Android hơn là những dòng sản phẩm đến từ thương hiệu hoa quả. Tuy nhiên thì cũng có nhiều anh em mong muốn mình là mở hộp cái sản phẩm này và cũng như là đánh giá xem nó như thế nào. Thì đây là một cái video mở hộp nhanh nhá, cũng như là sơ qua những cái điểm mà mình cảm thấy đầu tiên của chiếc iPhone 15 Pro Max. Chứ còn video đánh giá chi tiết sâu hơn của sản phẩm này thì mình sẽ hẹn anh em sau, bởi vì mới mở được chưa được ngày, không thể đưa ra một cái kết luận quá là chuẩn xác được. Đây chỉ là những cái cảm nhận đầu tiên của mình mà thôi. Và về giá của chiếc iPhone 15 Pro Max thì anh em có thể tham khảo trên website nhé. Mình thì không nhận bất kỳ quảng cáo từ bên hệ thống lớn nào. Giá mình thấy nó cũng xem nhau thôi, cách biệt nhau khoảng 200-300 nghìn đồng. Anh em đừng quên nhấn nút đăng ký cũng như bật nút chuông để nhận thông tin về video mới nhất nhé. Phiên bản 15 Pro Max mà mình đang có thì nó sẽ là cái phiên bản màu gọi là nhiều anh em lựa chọn nhất. Nó là màu titan tự nhiên, nó sẽ hơi kiểu vàng vàng xám xám đấy. Thì ở phía bên trong hộp nhá, thì các bạn thấy đây là chữ tiếng Việt, đây là phiên bản chính hãng tại thị trường Việt Nam. Viên đây đấy thì nó cũng phụ kiện rất đơn giản, nó chính là sticker cộng với cả cáp. Cáp bây giờ thì nó khác so với cả 14 Pro Max rồi. Bây giờ chúng ta sử dụng là C2C luôn, tại vì bây giờ 15 Pro Max nó đã sử dụng cổng C rồi. Thực ra cổng C thì mình thấy là nó tốc độ truyền tải nhanh hơn đấy, nhưng mà ví dụ cắm vào nó sẽ khó hơn so với cả cổng Lightning nhá. Dây bây giờ sẽ được bọc dù anh em ạ. Mình hơi bị ngạc nhiên một chút anh em ạ. Cái màu này khi mà mình xem trên mạng ấy thì nó sẽ vàng và nó nhìn nó nổi bật. Tuy nhiên nếu mà nhìn ngoài đời ấy, thì mình thấy là màu này nó hơi bị xỉn anh em ạ. Nó cứ xám xám làm sao ấy, nó phải màu vàng vàng này này thì mình lại thích hơn. Mình thì mình lại yêu thích cái kiểu màu vàng ánh lên một chút, giống như kiểu là màu vàng trên 14 Pro Max vậy. Mình khá thích những phiên bản màu nó sáng sáng. Đấy thì nếu mà anh em nào mà cũng giống như thẩm mỹ của mình thì anh em có thể chọn phiên bản màu trắng nhá. Mình zoom sát này. Đấy, nó cũng là kính nhám thôi. Nhưng mà nhám năm nay của Apple ấy nó còn được làm bám tay hơn một chút nữa, cầm nó không bị trơn nhiều. Cụm cam bây giờ thì cái chỗ này sẽ nó cũng được làm mềm mại này. Và cái quan trọng nhất của iPhone 15 Pro Max bây giờ là chúng ta sử dụng khung bằng titan. Thì khung titan này nó sẽ có ưu điểm và nhược điểm gì? Cái ưu điểm đầu tiên mà mình nhận thấy là Apple đã sử dụng cái vật liệu là titan phủ bên ngoài một cái lớp nhôm, thì cho anh em một cái cảm giác cầm rất là nhẹ. Thực sự con 15 Pro Max này nó nhẹ hơn rất nhiều so với cả 14 Pro Max, và đây là một cái điểm cải tiến cực kỳ lớn. Với một người mà hay sử dụng điện thoại như mình, chat với khách hàng thì rõ ràng là nó làm cái tay của mình thoải mái, dễ chịu hơn rất là nhiều. Và tiếp theo nữa là cái khung titan này nó sẽ có bo cong nhẹ này, thấy chưa? Kể cả là trên phiên bản iPhone 15 thường, cái nút action này thì nó sẽ giữ để tùy chỉnh những cái mà anh em mong muốn nhé. Không chỉ là rung với chuông đâu mà còn có thể là mở nhanh camera nữa. Thì mình thấy là cái tốc độ nó không quá là nhanh, nó không quá là chậm, nó vừa đủ thôi. Mình thì thấy là thích nghi nhanh. Cái khung titan này ấy, thì nó sẽ được hoàn thiện theo dạng là những cái phay xước ngang nhé. Đấy, thì khi mà các bạn bám, cầm ấy thì nó bám tay hơn rất là nhiều. Nếu mà cầm trần, thực sự là thoải mái hơn so với cả 14 Pro Max nha. Cái này mình công nhận. Ở phía dưới thì hoàn thiện nó vẫn như vậy thôi, vẫn kiểu như 14 Pro Max thôi. Tuy nhiên thì nó sử dụng cổng Type-C. Con này thì độ mỏng nó là 8,3mm. Máy mình thì đang là máy trần, chưa dán hay là chưa ốp lưng một cái gì cả. Thử lắp cái ốp của 14 Pro Max vào, thấy là cái con 15 Pro Max này nó bị lọt thỏ, bởi vì nó có một cái kích thước nhỏ hơn anh em nhé. Đây mình sẽ so cho anh em này. Anh em thấy cái bề rộng của 15 Pro Max này, nó hẹp đi một tí này, chiều dài này ngắn đi một tí, thấy chưa? Thế nên là cho vào nó sẽ bị lọt thỏ nha. Ui, đang cầm từ con 14 Pro Max mà sang con 15 Pro Max cảm giác khác hoàn toàn luôn. Thêm nữa là viền màn hình trên 15 Pro Max nó được làm mỏng hơn rồi anh em ạ. Đấy, thì mình sẽ zoom sát này. Nhìn trên máy quay có vẻ là nó không quá rõ nhỉ. Trọng lượng nhẹ hơn và cái viền màn hình nó mỏng hơn thì đương nhiên là cái trải nghiệm điện thoại của anh em nó khác biệt đáng kể, đúng không? Con này thì nó vẫn được trang bị cái tiêu chuẩn chống nước là IP68 anh em nhé. Mang đi du lịch thì rất là yên tâm rồi. Trong một số cái video trên mạng thì thấy bảo là với cái khung titan phủ bên ngoài lớp nhôm này thì nó sẽ không thể nào cứng bằng so với khung thép được. Nhưng mà mình thấy là bây giờ đa phần mọi người là 90% sử dụng ốp, nên cái này mình không quá coi trọng lắm. Mình cần là cần cái nhẹ hơn, nó sẽ giúp ích cho mình cái thời gian sử dụng sau này hơn. Em nói sử dụng một cái màn hình thì vẫn rất là tuyệt vời rồi. Apple thì chưa bao giờ là có những cái chất lượng hiển thị tệ cả, và chưa kể một con máy lên đến 30 mấy triệu như thế này. LTPO Super Retina XDR OLED và tần số quét là 120. 120 của Apple thực sự sử dụng rất là sướng. Mình đang dùng một con 15 Plus, xung quanh mình có quá nhiều chiếc điện thoại Android tần số quét 120. Cố gắng thích nghi 15 Plus trong khoảng 2 tuần thì mình thích nghi được rồi. Nhưng mà khi mà động vào một con Android trong khoảng 1 tiếng nhá, và mình quay trở lại 15 Plus thì mình lại cảm thấy cái sự hơi khó chịu nhẹ. Và 120Hz của Apple thì thực sự nó làm quá mượt anh em ạ.
nó siêu nhanh luôn. Chính vì cái tần số quét cao nhá, cái tốc độ chặn cảm ứng của mấy con Pro hay Pro Max ấy, nó cũng tốt nữa. Thành ra là khi mà các bạn mà bấm văn bản ấy thì nó cũng sẽ nhanh hơn so với cả là phiên bản mà 60Hz của Apple. Độ sáng màn hình lên tới là 2000 nits. Ok, tiếp theo sẽ là chất lượng loa trên chiếc iPhone 15 Pro Max này. Loa trên 14 Pro Max mà nhảy lên 15 Pro Max nó không khác biệt gì cả. Con máy 30 mấy triệu mà loa tệ, nghe nó buồn cười nhỉ. Độ phân giải màn hình của con 15 Pro Max nó rất là cao nhá, 1290 x 2796. Cái mật độ điểm ảnh lên tới là 460 ppi, siêu nét luôn. Đó, và nó vẫn được trang bị cái đảo nhá. Mình nói thật với anh em là cái đảo này ấy, mình không sử dụng nhiều đâu. Khá chắc là rất nhiều anh em khác nó cũng chả có hữu dụng gì trong cái cuộc sống của chúng ta cả. Con này thì sử dụng một con chip rất là mạnh luôn. Nó có tên là Apple A17 Pro. Đó, Apple chơi hẳn chữ Pro. Và đây cũng là con chip tiến trình 3 nanomet, sử dụng lên tới là 6 nhân GPU và xung nhịp CPU cao nhất lên tới là 3.78 GHz. Nghe cái thông số nó kinh khủng khiếp luôn, nó dã man tàn bạo luôn. Và mình cũng đã cập nhật lên cái phiên bản mới nhất là iOS 17.1.1. anh em có bảo với mình là con 15 Pro Max này nó bị nóng hơn so với cả 14 Pro Max, nó thực sự là như thế không? Đúng, lúc nào, đây là phiên bản iOS mới nhất rồi nhá, lúc nào mình dùng nó cũng có cảm giác là ấm ấm trong bất kỳ tác vụ nào luôn, đọc báo, lướt Facebook hay là nhắn tin với khách, nó cũng lúc nào cũng ấm ấm sau. Và cái ấm này có thể cảm nhận được, thấy rõ ràng luôn, có thể cảm nhận được khi mà các bạn đeo ốp luôn nha. Đó, thì cái nhiệt độ này mình thấy là Apple cần phải cải thiện. Nhiệt độ trên 14 Pro Max bây giờ nó là tốt rồi, nhưng mà 15 Pro Max bây giờ mình chưa cảm thấy hài lòng cho lắm. Tuy nhiên thì 15 Pro Max có một cái thông số rất quan trọng là như thế này này. Đó chính là nó có 8g anh em ạ. Với những anh em nào mà sử dụng nhiều ứng dụng một lúc như mình thì 8g nó sẽ rất là phù hợp khi mà chúng ta sử dụng thời gian dài. Nó không bị tràn RAM, nó không bị lốt lại ứng dụng. Và bộ nhớ trong tối thiểu của 15 Pro Max bây giờ nó cũng đã lên là 256GB rồi. Phù hợp thôi, bởi vì cái camera của con này nó quá tốt. Cài đặt về chụp ảnh lên ấy thì các bạn phải để ý luôn là con này chụp mặc định nó lên tới là 24 chấm. Và cái dung lượng bộ nhớ khi chụp một bức ảnh ra ấy, nó gấp 1,5 lần so với cả là 12 chấm trên 14 Pro Max. Mặc dù 14 Pro Max nó có camera 48 chấm rồi, nhưng mà chụp mặc định của nó chỉ là 12 chấm thôi. Con này các bạn có thể tùy chỉnh là chụp 12 hoặc là 24. Cái này các bạn rất cần phải lưu ý nhá. Thì khi mà chụp 24 này nhá, nó tiêu tốn cái dung lượng chúng ta rất là nhanh. Ở phía trước là 12 chấm, cảm biến phía sau là 48 chấm f/1.8 chấm dung quang học, 12 chấm tele khả năng zoom quang, và cũng như là 12x là ultra wide, TOF 3D các kiểu, quay phim 4K 60 hình, quay phim cinematic mode các thứ, nói chung là nhiều lắm. Như mình nói thì hôm nay chỉ là một cái video mở hộp nhanh thôi, thì mình sẽ chưa chụp nhiều những cái bức ảnh trong cái video mở hộp nhanh này đâu. Một số anh em công việc giống như mình bảo là chụp ảnh cận cảnh trên 15 Pro Max nó bị mờ tìm tịt, rất khó nhìn. Thì mình cũng đã thử, đây nhá, đầu tiên là mình chụp cái camera của con 14 Pro Max thì mình thấy là nó không bị mờ anh em ạ, nó vẫn nét nhá. Mặc dù mình đang dí rất là sát vào cái máy ảnh của mình, hay là mình chụp cái đảo trên con 14 Pro Max thì mình thấy nó vẫn nét luôn. Hoặc có thể là cái phiên bản iOS 17.1.1 này nó đã cải tiến rồi, mình mở hộp ra là nó là phiên bản này rồi. Hoặc là cái chiếc điện thoại này nó không bị cái lỗi phần đấy, thì mình cũng chưa rõ là nó thuộc cái phương án nào. Đó, nếu mà mình mượn được một cái con 15 Pro Max khác của những anh em nào mà đang bị cái hiện tượng như thế thì mình sẽ so sánh cả con này và gửi đến cho anh em một cái thông tin chính xác nhất nhá. Viên pin được trang bị trên chiếc iPhone 15 Pro Max nó sẽ là 4441 mAh. Pin của Apple lúc nào nó cũng có cái thông số nghe nó rất là kiểu lẻ lẻ ấy. Hỗ trợ sạc nhanh qua cổng Type-C, nó nhanh hơn khá so với cả 14 Pro Max. Và sạc không dây là 15W. Quan trọng là 15 Pro Max bây giờ do là có cổng Type-C nên nó có thể sạc ngược cho những thiết bị khác. Cái này thì iPhone 14 Pro Max làm sao làm được. Rồi, đây là một cái video gọi là chia sẻ nhanh của mình, nhiệt độ mà anh em đang gặp phải, những cái camera chụp cận cảnh mà anh em đang gặp phải, và mình cũng đã trải nghiệm nhanh để mà chia sẻ cho anh em những cái thông tin hữu ích nhất. Cảm giác cầm nắm rồi cái màu này mình có ưng hay không thì mình cũng đã chia sẻ cho anh em rồi. Anh em nghĩ sao về chiếc iPhone 15 Pro Max? Và mình khá chắc là cái mức giá của 15 Pro Max từ bây giờ đến Tết nó sẽ không thay đổi, thậm chí là nó còn tăng. Bởi vì sao? Mình thì không bán sản phẩm này nhá, mình chỉ là nêu lên những cái gì mà mình đang cảm nhận được thôi. Nhu cầu gần Tết lúc nào nó cũng sẽ tăng cao. Anh em tích tiền, anh em có thưởng Tết, anh em sẽ mua điện thoại. Không bao giờ mà những cái cửa hàng lớn, những cái thương hiệu lớn người ta lại xả mạnh để mà lỗ làm cái gì cả, đúng không? Rồi, đừng quên để lại ý kiến nhé. Cái bài video đánh giá chi tiết sâu hơn về iPhone 15 Pro Max thì mình cũng sẽ gửi đến cho anh em sớm thôi, khi nào mà mình tìm ra được những điểm lỗi của sản phẩm này. Rồi, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.